Cái đó là họ xây hay là sao ấy? Cái chữ như rơi từ bầu trời rất ở ngoài thời điểm từ thức ăn nhân. Ồ, đang đào hầm làm cho thì mới vậy. Yeah.
Bạn Xu lại ham chơi và học trệ, như vậy là xấu lắm nghe. Thôi cô ta ngồi xuống.